Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 17 tháng 2, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý 1 năm 2021. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt dịch COVID-19. Doanh nghiệp chủ động phòng dịch ngay ngày ra quân sản xuất đầu xuân. Huyện Yên Mỹ phấn đấu trở thành đô thị tương lai. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong các ngày nghỉ Tết cơ bản ổn định, số vụ vi phạm giảm so với năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban trực tuyến với thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý 1 năm 2021. Cùng dự giao ban có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả hiệp thương vòng 1 Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, công tác tuyển quân và công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị địa phương và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị địa phương cần làm tốt công tác truy vết nhanh các trường hợp F1, F2, thực hiện các biện pháp mạnh để phòng chống dịch, yêu cầu người dân khai báo y tế đi qua vùng dịch và tố giác những người từ vùng dịch về nhưng không khai báo. Đối với đối tượng vượt rào cố tình thì phải đưa vào khu cách ly tập trung và tự trả chi phí, không tiếp nhận người lao động từ các tỉnh, các vùng có dịch vào làm việc. Đối với công nhân ở tỉnh ngoài chưa có dịch vào làm việc trong tỉnh bình thường nhưng phải có xét nghiệm, các doanh nghiệp phải cam kết khi tiếp nhận công nhân ngoài tỉnh vào làm việc phải có xét nghiệm. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gieo cấy vụ lúa xuân đúng khung thời vụ, tăng cường phòng chống dịch trên gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sử dụng đất. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành, các đơn vị chức năng phải xây dựng kịch bản trong công tác phòng chống dịch để không bị động, xử lý nghiêm đối với những trường hợp phá rào cách ly, trốn tránh cách ly. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: trước mắt là chúng ta phải thực hiện rất nghiêm, xét nghiệm sớm, truy vết nhanh nhưng lại đảm bảo chất lượng, cách ly kịp thời đảm bảo đúng quy trình. Đây chính là ba cái đỉnh của tam giác, tôi vẫn thích hay nói theo cái hình ảnh như thế, là xét nghiệm, truy vết và cách ly. Xét nghiệm thế nào? Xét nghiệm sớm. Truy vết thế nào? Truy vết nhanh nhưng lại phải chất lượng. Và cách ly thế nào? Cách ly kịp thời và phải đảm bảo đúng quy trình. Người địa phương khác đến khi cần vẫn phải đi từng ngõ, gõ từng nhà. Thế cho nên chúng ta phải phát động cái phát giác nội bộ. Sau hội nghị này, tôi đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy để sớm có một cái công văn để định hướng cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn tỉnh chúng ta và kể cả các hội quần chúng. Không gì bằng phát giác. Sáng nay, tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Dự lễ phát động Tết trồng cây có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2021, tỉnh Hưng Yên có kế hoạch trồng 195.000 cây, trong đó cây ăn quả là 165.000 cây, cây lấy gỗ, lấy bóng mát là 30.000 cây. Tập trung trồng theo vùng đã được quy hoạch, khuyến khích phát triển trồng cây ăn quả trên đất trồng lúa kém hiệu quả hoặc trang trại VAC gắn với cải tạo vườn tạp. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định
nhận thức được vai trò to lớn về nhiều mặt của phong trào trồng cây nhân dân và Tết trồng cây mùa xuân. Hàng năm, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành, các cơ quan tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức Tết trồng cây mùa xuân, mở đầu cho phong trào trồng cây hàng năm. Những năm qua, các địa phương đơn vị đã tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện kế hoạch trồng cây bảo vệ môi trường sinh thái. Phong trào đã phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, trở thành nét đẹp văn hóa, mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt trong phát triển kinh tế của nhân dân. Đối với tái cơ cấu nông nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh đã phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Để phát huy cao độ Tết trồng cây và phong trào trồng cây nhân dân năm 2021, tôi yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, các trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện kế hoạch trồng cây nhân dân năm 2021. Với phương châm người người trồng cây, nhà nhà trồng cây gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, trồng cây gắn với việc xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm, đường giao thông, đường ra đồng, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan nông thôn, đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các ngành tổ chức Tết trồng cây một cách thiết thực, chỉ đạo các cơ sở sản xuất cây giống, chuẩn bị nguồn giống tốt, sạch sâu bệnh để nhân dân trồng cây có hiệu quả cao nhất. Tại lễ phát động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành và huyện Tiên Lữ đã trồng các cây đa, xoài, xà cừ lát hoa, nhội, cây hoa sữa, cây đỉnh phượng hoàng tại khu vực hồ trung tâm xã Hải Triều. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Tiên Lữ và nhân dân xã Hải Triều đã đến dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ, nơi Bác Hồ về thăm, động viên nhân dân lao động sản xuất làm thủy lợi tại công trình nạo vét ngoài Triều Dương năm 1958. Trong ngày 17 tháng 2, tức mùng 6 Tết, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2021. Tâm huyết với quê hương, mong muốn đóng góp công sức của mình để dân làng, đặc biệt là trẻ nhỏ được hưởng bóng mát và bầu không khí trong lành. Nên những năm qua trên địa bàn tỉnh đã có những tấm gương tiêu biểu tự nguyện bỏ công sức tiền của trồng cây lấy bóng mát cho làng. Phản ánh nhân ngày Hưng Yên phát động thực hiện lời kêu gọi Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu 2021. Ở tuổi 76 và dù sức khỏe đã yếu, nhưng hàng ngày ông Kiều Văn Cường, thôn Lê Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào vẫn đi lại trông nom chăm sóc những hàng cây xanh. Cách đây 11 năm, ông đi nhặt từng hạt cây về ươm, sau đó mang ra trồng tại tuyến đường làng rìa bờ sông và cả sân vận động được trên 400 cây xà cừ bạch đàn. Được bàn tay chăm sóc của ông, giờ hàng cây đã cao lớn tỏa bóng mát. Theo lời kêu gọi của Bác Hồ phát động Tết trồng cây, tôi nghĩ rằng là lấy cái cây này trồng thì là chỉ để lấy bóng mát cho mọi người trong cái lúc mà lao động sản xuất, nên cái lúc mà tháng năm nóng bức thì là lên chú thôi, chứ cũng không nghĩ gì đến mình thu hoạch cái cây này cả. Chúng tôi đánh giá rất cao cái hành động của bác Kiều Văn Cường và tuyên truyền trong cộng đồng dân cư hưởng ứng cái việc làm cao đẹp của bác Cường. Không có cây xanh, những ngày hè tuyến đường vào làng trở nên nắng gắt. Bà con nông dân và các cháu nhỏ không có chỗ trú nắng đã thôi thúc anh Nguyễn Văn Hoàng, xóm Đoàn Kết, thôn Điểm Tây, xã Bình Thượng, huyện Tiên Lữ phải trồng bằng được hàng cây xanh ven đường. Mình trồng hàng cây nó vừa tạo bóng mát vừa cảnh tạo cảnh quan cho đường nó thêm đẹp. Tôi cũng mong muốn là các tuyến đường cũng có hàng cây xanh và đẹp như thế này. Hàng cây nên giờ rất là xanh tốt và thuận tiện cho bà con trong lúc đi làm đồng, rồi chúng tôi đi qua đây được nghỉ ngơi bóng mát cũng rất là tốt. Đến thời điểm này, Hưng Yên đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, 9 ngày không có ca mắc mới, công tác rà soát xét nghiệm đang được các ngành chức năng và địa phương tăng cường. Hiện ổ dịch tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ không phát sinh ca nhiễm mới.
từ ngày 8 đến nay đã rà soát được 242 trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm 242 trường hợp F1 đều âm tính lần 1, 146 trường hợp F1 âm tính lần 2, 20 trường hợp F1 âm tính lần 3, 8 trường hợp F1 âm tính lần 4. Trong ngày 16 tháng 2, toàn tỉnh đã xác minh được 4 F1 cách ly tại trung tâm y tế. Trường hợp F1 ở chung cư PH và ở hai xã Bắc Sơn, Hồng Vân, huyện Ân Thi đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay cả nước không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, từ ngày 27 tháng 1 đến nay, Việt Nam ghi nhận 719 bệnh nhân COVID-19 ngoài cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó, riêng tỉnh Hải Dương là 539 bệnh nhân. Thanh Miện là huyện cuối cùng của tỉnh Hải Dương đã xuất hiện ca bệnh. Để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, đề nghị người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập và thực hiện khai báo y tế. Nắm bắt được lượng công nhân lao động tại các xí nghiệp, doanh nghiệp trở lại làm việc trên địa bàn sau Tết Nguyên đán Đông, nên từ ngày 5 Tết, các phường xã thành phố Hưng Yên đã tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Đến nay, thành phố đã tiếp nhận trên 1.000 lao động từ các tỉnh thành khác đến khai báo y tế tại các trạm y tế phường xã, tập trung nhiều tại phường An Tảo, Hiến Nam, Minh Khai. Ngoài thực hiện lấy thông tin chi tiết, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, thực hiện cách ly các lao động từ nơi khác đến, hiện thành phố Hưng Yên cũng chỉ đạo các phường xã tăng cường tuyên truyền nhân dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, thực hiện giãn cách không tập trung đông người. Được biết trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hưng Yên đã tiến hành nhắc nhở đối với 29 trường hợp, lập biên bản xử lý 8 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và không chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sau kỳ nghỉ Tết hôm nay, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm đã bắt đầu trở lại làm việc trong trạng thái mới và thực hiện nghiêm yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công nhân tỉnh ngoài phải được xét nghiệm trước khi vào nhà máy. Năm nay, buổi khai xuân của công ty trách nhiệm hữu hạn Toco Việt Nam ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm được tổ chức khác với mọi năm. Để đảm bảo giãn cách, công ty tổ chức buổi khai xuân ngay tại khoảng sân trống trước khu vực sản xuất. Sau buổi khai xuân, gần 150 công nhân tỉnh ngoài, chủ yếu ở Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, ngoài việc nộp lại tờ khai lịch trình đi lại dịp Tết, sẽ được đăng ký để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Tất cả các cái kinh phí về xét nghiệm cho cán bộ nhân viên là doanh nghiệp sẽ là người lo toàn bộ cái chi phí đó. Việc đó là doanh nghiệp rất là tán thành để đảm bảo cái việc phòng dịch nó tốt hơn. Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên ở thị trấn Như Quỳnh dự kiến ngày 20 tháng 2 mới bố trí 35 chuyến xe đón hơn 1.000 công nhân ở Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng trở lại làm việc. Tuy nhiên, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng khu vực ký túc xá để đưa công nhân tỉnh ngoài về lưu trú, tạm cách ly để lấy mẫu xét nghiệm. Theo ghi nhận, sau kỳ nghỉ Tết có hàng ngàn công nhân ở tỉnh ngoài đang đổ về Văn Lâm để làm việc. Riêng trạm y tế xã Đình Dù đã làm việc hết công suất trong chiều tối ngày 16 tháng 2 và sáng ngày 17 tháng 2 để tiếp nhận công nhân từ tỉnh ngoài về khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Đáng lo ngại trong đó vẫn có hàng chục người từ vùng dịch tỉnh Hải Dương đến khai báo. Tất cả những trường hợp ở Hải Dương đến khai báo y tế, thứ nhất là cho quyết định cách ly ngay 21 ngày. Chúng tôi sẽ lấy mẫu 16 trường hợp từ Hải Dương, trong đó có 3 trường hợp ở huyện Cẩm Giàng. Ước tính huyện Văn Lâm có hơn 20.000 lao động tỉnh ngoài trở lại địa bàn làm việc sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Kiểm soát các đối tượng này và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trước khi cho vào nhà máy sản xuất đang là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của huyện cũng như các doanh nghiệp. Thì với các cái công nhân lao động đến từ vùng dịch, đến từ Hải Dương, đến từ xã Yên Phú là sẽ chưa tiếp nhận trở lại làm việc. Thế và đến từ các cái tỉnh ngoài của Hưng Yên thì sẽ yêu cầu là phải xét nghiệm y tế, và khi nào mà có kết quả âm tính thì mới nhận trở lại làm việc. Thế và chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cái việc mà thực hiện những cái quy định này. Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhất là ở các tỉnh lân cận Hưng Yên, vì vậy việc nâng cao một bước phòng chống dịch là rất cần thiết. Tuy nhiên, sớm tổ chức xét nghiệm cho các công nhân tỉnh ngoài, sớm công bố kết quả cũng là việc làm cần phải tiến hành ngay và là biện pháp hữu hiệu để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất. Với phương châm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học trên toàn tỉnh đã triển khai dạy và học với hình thức trực tuyến.
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các giáo viên trường Trung học phổ thông Tiên Lữ vẫn tới trường đầy đủ. Năm học này, tất cả các phòng học được phủ sóng Wi-Fi nên các thầy cô dạy trực tuyến tại trường. Buổi học diễn ra như thông thường. Thời gian mỗi tiết tăng từ 45 phút lên 50 phút để thầy và trò có thời gian kết nối điểm danh. Điều này giúp nhà trường quản lý hiệu quả việc dạy và học. Trước Tết thì chúng tôi đã khảo sát rồi. Những em học sinh mà không có điều kiện về cơ sở vật chất, cụ thể là không có máy tính, không có internet, thì chúng tôi xây dựng các cái phương án để hỗ trợ. Cụ thể nếu em nào gần trường, em có thể đến trường thì sử dụng cái đường mạng của trường. Cụ thể hiện nay ở trong trường có khoảng 5-7 em gì đó đang học. Thứ hai là các em ở gần nhà nhau mà không có liên quan đến yếu tố dịch tễ thì có thể học chung với nhau, miễn là cái việc các em học sinh 100% học sinh là được tham gia học tập. Tại trường Trung học cơ sở Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, ngày học đầu tiên được chuyển sang buổi chiều. Dù đã chủ động dạy trực tuyến từ trước Tết, nhưng các thầy cô vẫn dành thời gian buổi sáng để tập huấn thêm các phần mềm học trực tuyến khác, làm phương án dự phòng trong trường hợp việc kết nối khó khăn. Cái việc dạy và học trực tuyến này thì trường Trung học cơ sở Bảo Khê chúng tôi đã triển khai trước Tết rồi, không còn bỡ ngỡ gì cho cái việc triển khai sau Tết nữa. Cho nên là chúng tôi rất là sẵn sàng để cùng anh chị em giáo viên trong nhà trường, cùng học sinh của mình chuẩn bị tốt nhất cho cái buổi học đầu tiên chiều nay sau Tết. Nhà trường chủ động, gia đình và học trò phối hợp tích cực, tất cả đều nỗ lực để những giờ học trực tuyến có hiệu quả hơn. Trong bối cảnh dịch như hiện tại thì sau khi nghỉ Tết thì các cô đã chuẩn bị cho việc học online. Tối hôm qua thì cô giáo chủ nhiệm đã nhắn tin và thông báo lịch và nhắc nhở các bạn là sáng nay sẽ học. Các nhà trường thì cũng đã có nhiều các cái phương án kế hoạch chủ động trong việc tổ chức dạy học. Và sau khi kết thúc cái học trực tuyến thì nhà trường đều có các cái bài kiểm tra cái kết quả học tập, đánh giá, và từ đó thì có những cái chương trình củng cố cho những em mà gặp khó khăn trong cái thời gian học tập trực tuyến. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngoài việc tổ chức dạy và học trực tuyến, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh phải quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Với những lợi thế về vị trí địa lý, huyện Yên Mỹ đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phấn đấu trở thành một đô thị hiện đại trong tương lai. Khu tổ hợp dịch vụ hiện đại do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát là một trong những dự án đầu tư nổi bật trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Nằm ngay trung tâm huyện, dự án hứa hẹn sẽ góp phần không nhỏ trong việc xây dựng diện mạo đô thị Yên Mỹ trong tương lai. Khi quyết định đầu tư vào khu vực huyện Yên Mỹ, công ty chúng tôi luôn quan tâm đến các thiết kế và quy hoạch để đảm bảo được sự thống nhất trong tổng thể, góp một phần nhỏ trong cái sự phát triển xây dựng của Yên Mỹ sẽ trở thành một khu đô thị hiện đại nhất trong tương lai. Huyện Yên Mỹ đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có thêm từ 2 đến 4 xã đạt đô thị loại 5, tầm nhìn đến năm 2030 trở thành đô thị loại 3. Xác định để thực hiện được mục tiêu này, quan trọng nhất là nâng cao kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống giao thông, cấp thoát nước, mạng lưới điện, bưu chính viễn thông. Huyện Yên Mỹ đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Huyện Yên Mỹ tập trung xây dựng cái chương trình đề án phát triển đô thị. Thứ nhất là cái chương trình huy động nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, tập trung cái giải phóng mặt bằng cho các dự án do huyện làm chủ đầu tư và xã làm chủ đầu tư. Thế và tạo điều kiện thu hút các cái nhà đầu tư lớn vào địa bàn để tập trung với giải phóng mặt bằng. Những năm qua, với việc nâng cấp hạ tầng một số tuyến giao thông trọng điểm như đường quy hoạch số 1, số 4, số 7, đường DH34 cùng các cơ chế thuận lợi, huyện Yên Mỹ đã thu hút nhiều dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị như phố nối House, B Green City. Diện mạo huyện Yên Mỹ đã có những đổi thay rõ rệt. Hiện nay, huyện Yên Mỹ có 4 xã được công nhận đô thị loại 5, con đường thực hiện các mục tiêu đề ra, phấn đấu xây dựng Yên Mỹ trở thành đô thị trong tương lai còn khó khăn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Theo tổng hợp của Công an tỉnh, trong các ngày từ mùng 10 tháng 2 đến 16 tháng 2, tức là từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, số vụ vi phạm giảm so với năm 2020. Về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ cố ý gây thương tích,
tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, làm một người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong đêm giao thừa. Công an các xã thị trấn vận động nhân dân giao nộp 10 kg pháo nổ và pháo tự chế, bắt 2 vụ, 3 đối tượng tàng trữ pháo nổ tại thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên, phát hiện 33 vụ đốt pháo, xử lý hành chính 8 vụ, xử phạt 3 vụ với tổng số tiền 4,5 triệu đồng. Về tình hình tội phạm tệ nạn xã hội, triệt phá 2 vụ đánh bạc, trong đó ngày 14 tháng 2, công an tỉnh triệt phá 1 vụ tại thành phố Hưng Yên, tạm giữ 24 đối tượng, thu giữ trên 700 triệu đồng. Chiều ngày 16 tháng 2, công an huyện Yên Mỹ bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc tại nhà của Đào Văn Vi, có hộ khẩu tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, thu giữ trên 25 triệu đồng cùng các vật chứng liên quan. Hiện hai vụ việc trên được cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm hành vi đánh bạc và hành vi bất chấp lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo thống kê của Sở Y tế, trong 7 ngày Tết, số người đến khám điều trị có nguyên nhân do va chạm giao thông và các nguyên nhân va chạm khác là 156 lượt, giảm 38 lượt so với Tết năm 2020.